Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe cái chương trình đối thoại tâm linh. Chương trình này là một cái cuộc đối thoại để mà mình làm sao mình thấy được đó là mỗi người mình đều có cái xu hướng tâm linh và mỗi người mình đều có cái khả năng để mà phát triển tâm linh đó. Theo cái mô hình của mình là như thế này các bác, là con người mình có ba cái chiều hướng rất là quan trọng. Chiều hướng thượng là cái chiều hướng mình càng ngày càng tăng trưởng lên cái sự mà thiền định, nhưng mà cũng gọi là tăng trưởng cái sự gần gũi với đấng bên trên. Đó là cái chiều hướng mà thiêng liêng, mình là chiều hướng thượng. Cái chiều thứ nhì là cái chiều ngang đó, mình gọi là chiều hướng thiện, tức là cái chiều mình mở ra, mình tăng trưởng cái lòng từ bi, cái lòng bác ái, lòng bao dung của mình. Và với cái chuyện mà mình mở cái chiều ngang, tức là cái cách mình nhập thế, cách mình giúp đời, cách mình sống với người ta, cách xử thế, đó là cái chiều rất là quan trọng, là làm sao mình sống với người ta. Và ở giữa chiều dọc và chiều ngang đó, giữa chiều hướng thượng và chiều hướng thiện là cái chiều xoắn trôn. Cái chiều xoắn trôn là cái chiều của trí huệ, của cái trí thức, của cái sự làm sao mình kết hợp được cái văn hóa, vậy là kỹ thuật, cái nghệ thuật và cái tôn giáo. Cái chiều mà nó kết hợp tất cả mọi thứ để mà tạo thành một cái động lực cho cái sự phát triển của hướng thiện và hướng thượng. Thì cái chiều đó mình gọi là hướng mỹ, tại vì cái chiều đó là cái chiều cần rất nhiều cái phương tiện thiền xảo, rất nhiều cái sự mà hiểu biết của mình để mà đem lại sự hài hòa của mình và cái cộng đồng xung quanh. Tức là cái chiều xoắn trôn này cũng là cái chiều đó mà làm cho mình gọi là cái individualism, tức là cái chủ nghĩa cá nhân mình đó, nó tan biến và hài hòa trong cái collectivism, tức là cái mình gọi là cái tập thể. Và cái sự tiêu dung và cũng hài hòa đó, đó là cái chiều để mà làm sao cho mình thấy rằng là con đường tâm linh của mình ở bất kỳ cái điểm nào, con người của mình là cũng trên con đường tiến hóa cả. Nhưng mà mình không hiểu là cái tâm linh nằm ở chỗ nào, ở vùng nào, thế nào là tâm linh, thế nào là chẳng phải tâm linh. Và mình nhiều khi mình đặt câu hỏi là không biết là cái next step, cái bước kế tiếp mình là sẽ tiến hóa như thế nào. Hôm nay thì đặc biệt là mời được chị Phiên Đan. Chị Phiên Đan là một người có lẽ là cộng đồng các bạn cũng đã biết, là bởi vì chị đã từng làm sứ ngôn viên. Chị là người rất là active trong cộng đồng, không phải ở Mỹ ở đây, mà trước đó là chị rất là active trong cộng đồng của bên người Down Under Australia, người Úc. Thầy rất tiếc là thầy không qua Úc cho nên không có biết được rõ ràng là những cái hoạt động của chị, nhưng mà thầy nghe qua những cái người bạn nói rằng là chị cũng rất là active, rất là hoạt động và rất có nhiều ảnh hưởng. Và nhất là chị là một trong những người mà có một cái connect, tức là có một cái mối liên hệ trực tiếp với một vị mà cao tăng ở Việt Nam của mình, là ngài Quảng Độ. Thì đây là một cái câu chuyện rất là lý thú, tại vì là mình chưa gặp được ngài Quảng Độ, thầy chưa gặp được, nhưng mà mình sẽ quay thử là cái một vị đại đệ tử. Phiên Đan không phải là đệ tử của thầy Quảng Độ đâu, tại vì Phiên Đan, thưa quý vị, như Phiên Đan đã thưa với thầy Hành Trường, là Phiên Đan là một người tín đồ Công giáo, nhưng mà Phiên Đan rất thích và rất muốn nghiên cứu về tôn giáo và nhất là đạo Phật. Do đó là có một cái nhân duyên để được gặp thầy Thích Quảng Độ và được tìm hiểu về đạo Phật, và phải nói là rất là hứng thú với triết lý của Phật giáo. Và còn một cái side story khác nữa là chị Phiên Đan lại là phu nhân của một vị rất nổi tiếng ở đây. Cũng là nhân duyên, thưa thầy. Nhân duyên. Cho nên là đôi khi nếu mà nói theo đạo Phật là duyên và nghiệp nó sẽ là song hành. Cho nên đôi khi những điều nó xảy ra cho mình, cái duyên không làm chủ được. Dạ vâng, cái duyên có thể nó là một thiện duyên hay là ác duyên. Cho nên là Phiên Đan nghĩ rằng cái việc mà xảy ra trong cuộc đời mình may mắn nó là thiện duyên. Thì sự thật nếu các bạn mà không biết thì là trong cái bầu trời mà mình gọi là cái khoa học đó, kỹ thuật đó, thì nước Việt Nam mình có một cái người mà đặc biệt nhất, mà nổi tiếng, mà không phải cho người Việt Nam mình mà cho cả thế giới luôn đó, là bác Nguyễn Xuân Vinh. Thì bác không phải là cái người đầu tiên mà thôi, người đầu tiên mà được bằng tiến sĩ về cái môn aerospace, về môn mà khoa học về không gian đó. Nhưng mà bà là người rất có rất nhiều phát minh, viết rất nhiều cái research, những người mà nghiên cứu, và là một cái người mà cũng như là cái có cái nhìn ấy, mà
mình gọi là forward thinking, cái nhìn về phía trước đó, mà làm cho cả khoa học của Mỹ đi theo cái điều chiều hướng đó, không gian. Bà cũng là từng là giáo sư và cũng là từng là dạy học, nhưng mà cái quan trọng nhất là bà là một trong những cái người đó mà tiên tiến một cái lãnh đạo của trí huệ mà của nước Mỹ và do đó của cả thế giới. Thì các bạn có thể Google quay thêm về bạn Nguyễn Xuân Vinh này. Thầy hề rất nhỏ, thầy chưa có được dịp gặp, nhưng mà bây giờ gặp được phu nhân của bạn. Nhưng mà chuyện bạn Nguyễn Xuân Vinh thì có một lần nào đó mình sẽ mời bạn lên nói chuyện. Nhưng mà bây giờ đó, thì đối với chị Phiến Đan thì thầy có một cái hứng thú rất lớn, là bởi vì như bạn vừa bắt đầu nghe nói đó, thì chị là người Công giáo nhưng mà lại làm việc cho Phật giáo và hiểu biết rất sâu sắc cái con đường mà mình gọi là cái trí huệ của cả hai bên. Ngày hôm nay đó, thì thưa các bạn, cái chủ đề của mình đó là mình nói tới cái ba cái con đường đó, cái framework của mình nó như thế nào đó, thì mình muốn quay thử là chị Phiến Đan là chị mở ra trong những con đường nào. Thì dụ như chuyện mà còn hướng thiện của chị đó, thì biết các bạn biết là chị là một người mà mình gọi là thành công trong đời, chứ không phải là một người không có tên tuổi, rất là được nổi tiếng, rất được nổi danh, rất nhiều người biết đó. Thì về cái mặt hướng thiện của chị đó, thì chị có thể cho thầy biết đó là cái động năng nào, cái động lực nào mà chị từ lúc nhỏ cho đến bây giờ chị luôn luôn hướng tới cái chuyện mà giúp người, có một cái gì mà chị có thể cho biết được là cái hứng thú hay là cái niềm vui hay là cái gì mà làm cho chị đi vô trong con đường mà muốn engage với cái xã hội hơn. Vì các bạn biết không, cái có những người đó mà sống chỉ vì cá nhân và mình mà thôi, nhưng mà chị Phiến Đan là một người rất là đặc biệt, là bởi vì chị không phải sống cho cá nhân của chị sống để chị muốn cải thiện cái hoàn cảnh sống và cái gọi là cái xã hội xung quanh của chị. Mà ở trong cái thập niên vì chị sinh vào cái khoảng thời năm 1957 đó, là một cái người rất là đặc biệt ở trong cái thời mà chị sống dưới cái chế độ Cộng hòa, rồi chị có cái thời gian ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa, và bây giờ chị qua bên Úc và qua bên Mỹ, một người đa văn hóa và có những cái kinh nghiệm sống nó rất là đặc thù, nó không có ở trong một cái box, một cái hộp, mà nó có nhiều cái mình gọi là nhiều cái chi tiết cũng như là nhiều cái màu sắc như vậy đó. Cho nên câu hỏi đặt ra là cái động năng gì mà làm cho chị engage thay vì disengage, chị muốn hòa nhập với xã hội và muốn ảnh hưởng, thay vì nếu mà có người quá nhiều cái sự mà mình gọi là cái biến hóa như vậy, thì cái thông thường như là mình ngồi lại, mình đóng cửa lại, mình nhắm mắt lại, mình không muốn, mình muốn an thân thôi. Cái động năng gì làm cho chị nhảy ra mà chị làm nhiều chuyện như thế? Vâng, thưa thầy, thưa quý vị, sự thật thì như lúc ban đầu nói là nó có những cái cơ duyên. Uh-huh. Khi còn bé thì sống trong gia đình, ảnh hưởng ở trong gia đình. Gia đình chị là gia đình như thế nào? Nho giáo, Phật giáo? Thưa quý vị, Công giáo. Gia đình Phiến Đan là một gia đình mà phải nói nó có một cái lý do để cho bản thân của mình đứng giữa hai cái tôn giáo, và mình có một cái sự suy nghĩ ảnh hưởng về hai cái tôn giáo. Bố thì là Công giáo, mẹ thì là Phật giáo, bởi vì mẹ là con một trong một gia đình mà chỉ có một người con thôi, mà mẹ thì lại rất là có hiếu. Cho nên là khi mà lập gia đình với thân sinh của Phiến Đan thì mẹ không muốn theo đạo Công giáo, mà mẹ có ra một cái điều kiện là nếu mà mẹ xây dựng với bố của Phiến Đan thì mẹ không theo đạo Công giáo mà ở đạo Phật để thờ phụng thân phụ và thân mẫu. Wow, cái thời đó mà đã có cái tư tưởng. Dạ vâng, tại vì mẹ của Phiến Đan là trong một cái gia đình phải nói là ở miền Trung, mà là một gia đình cũng là có cái trí thức và cũng có một chút danh phận. Dạ vâng, cho nên là mẹ của Phiến Đan, thưa quý vị, nếu nói ra thì xin phép quý vị đừng nói là mình khoe mẹ mình, nhưng mà mẹ Phiến Đan là một người phụ nữ có nhan sắc và là con một nữa, cho nên là đó là lý do mà nếu mà bố Phiến Đan xây dựng với bà thì phải chấp nhận cái điều đó. Là một, vả lại mẹ Phiến Đan xây dựng với bố Phiến Đan là một người phụ nữ, một thiếu nữ lớn lên xinh đẹp, mà lấy một người mà bố Phiến Đan thì một người đàn ông quá vợ, vì mẹ già mất khi mà bố Phiến Đan có 5 người con. Cho nên là 5 người con còn rất nhỏ, mà mẹ Phiến Đan vừa mới mồ côi mẹ, cho vừa mồ côi cha nữa,
bố vừa mất nữa, cho nên là mẹ Phiến Đan cảm thương thành ra là được cái hoàn cảnh đó. Và phải nói thật sự có lẽ là do cái duyên mà mẹ Phiến Đan là người rất thuần thành đạo Phật, và phải nói là một Phật tử mà Phiến Đan dùng chữ là cho tới ngày hôm nay là không có thể gì lay chuyển được. Nếu như kiên cố, dạ, rất lòng là kiên cố, bởi vì mẹ Phiến Đan tin rằng là trưởng thành trong một cái gia đình mà Phật giáo, rồi hiểu đạo Phật, thuận thành với đạo Phật, cho nên mẹ Phiến Đan không bao giờ làm cái gì mà vượt qua cái chữ hiếu. Bà có đi chùa không, hay là bà chỉ theo lòng tin thôi? Đi chùa tụng kinh và cho tới ngày hôm nay là cụ 87 tuổi, nhưng mà cụ vẫn tụng kinh mỗi ngày lần chuỗi, và phải nói là giữ chay trường, nói đúng ra là trường chay đó, hoàn toàn đó. Dạ, không ăn chay trường, nhưng mà giữ chay một tháng 10 ngày đại khái là và có lẽ là Phiến Đan là bên Mỹ, bà còn và cụ đang ở đây và Phiến Đan nghĩ rằng là mình ảnh hưởng với mẹ là ở cái chỗ là ngay cả bố và mẹ Phiến Đan ngay từ hồi xưa đó cũng thích giúp đỡ người khác. Cái lẽ là cái điều đó nó ảnh hưởng tới các con luôn. Mấy người con trong nhà, nói mấy anh và mấy em thì thích giúp người ta một cách nhiều khi vô vị lợi luôn. Nó ảnh hưởng tới cái cách sống của mình. Nhưng mà khi mà mình đã lớn rồi đó, rất là may mắn là vừa bố mẹ là Phật giáo, bố Công giáo, thì Phiến Đan thì theo bố là Phiến Đan theo Công giáo. Và tức mình là chỉ có cái choice là lúc nhỏ đó thì được chuyện chọn là tôn giáo nào. Dạ vâng. Đến thưa quý vị, mình hơi trưởng thành một chút, tại vì trong gia đình nghĩ rằng là đức tin là mình phải hiểu để mà tin. Tin nó không có phải là một cái truyền thống là bắt mình phải tin, mà mình phải hiểu để mình tin. Cho nên là bố mẹ rất là cởi mở trong vấn đề là chọn lựa tôn giáo. Trong gia đình Tiến Anh cũng có anh theo Công giáo, rồi em theo Công giáo, rồi cũng có anh theo Phật giáo, và em và chị cũng là Phật giáo. Đại nói chung là cái cảm niệm của mình. Thưa các bạn, anh chị đang lắng nghe thì mình thấy cái ảnh hưởng của thân mẫu của chị đó là làm cho, tại vì thân mẫu phải có cái lòng thương rất lớn mới mới kết hôn và nuôi năm người con như là con ruột của mình. Dạ vâng. Nhưng mà cái đó là một cái tấm gương mà rất là sâu sắc của cái tình mẹ mà có lẽ ảnh hưởng tới chị. Dạ vâng. Và thật ra là Phiến Đan ảnh hưởng bố mẹ là tại vì cái cách sống của hai vị á là thích giúp đỡ người khác. Mẹ tức là chị thấy cái gương đó, thấy cái chuyện giúp đỡ gì có lẽ là nó thành một cái thói quen. Mình thấy rồi tự nhiên cái mình nghĩ là mình sống thì mình phải như vậy. Có thể là mình không phải là người hoàn mỹ, nhưng mà ít ra thì có cái thói quen đó rồi. Dạ, và khi mà Phiến Đan được rửa tội thêm sức thì Phiến Đan chợt thấy là trong đạo Công giáo có cái đức hy sinh, đức bác ái và khoan dung, ba cái điều mà Phiến Đan cảm thấy rằng là nó quá là đẹp để cho mình cảm nghĩ là một người Công giáo mà hiểu được cái giáo lý của Kitô thì phải sống trong tinh thần Kitô như vậy. Bác ái, khoan dung và sự hy sinh. Hy sinh. Dạ. Thì bây giờ là mình thấy các bạn thấy rất là hay đó. Các bạn đang lắng nghe thì bạn thấy rất hay là mình đang nói tới cái chuyện mà chị đang hướng thiền đó. Dạ vâng. Thì cái chiều hướng thiền chính là cái chiều bác ái, khoan dung và cái hy sinh. Và cái hy sinh. Dạ. Đây là chiều hướng thiền rất là quan trọng. Thưa quý vị, vì thế mà quý vị nhìn thấy là có rất nhiều tu sĩ Công giáo đã xả cả cuộc đời của mình để cho những người đau khổ, bệnh tật, những người nghèo. Nhưng không có nghĩa là những vị Phật giáo không làm điều đó. Nhưng mà nói chung là chúng ta nhìn thấy là tại sao giáo hội Công giáo có cái chương trình Caritas là luôn luôn làm công việc bác ái để giúp đỡ người nghèo. Và thêm một cái điều nữa trong cái đạo Công giáo thì những điều gì chúng ta không thích thì đừng làm cho người khác. Cái đó là cái mà Phiến Đan cảm thấy rất đắc nhân tâm. Vì vậy mà Phiến Đan nghĩ là mình thích người ta thương mình thì mình cũng phải thương người khác. Và mình không thích người ta tổn hại mình thì đừng làm điều gì tổn hại người khác. Hồi xưa thì là Khổng Tử ông nói đó chị, kỵ sợ bất dục vật thi ư nhân, cái điều gì mà không muốn người ta làm cho mình đừng làm cho người khác. Thì cái trend văn hóa đó, tức là cái dòng cái chủ lưu văn hóa đó nó đi với nhau rất là sâu sắc, nó là mình gọi là những cái giá trị quan mà mình gọi là phổ biến. Dạ vâng. Rất hay. Đó là cái lý do mà nó thay đổi cái sự suy nghĩ của mình và lớn lên thì mình nhiều trong cái sự mà
mà thầy xin cắt ngang chị chủ đề mà thầy đào ra chút xíu. Trong cái tinh thần mà chị thấy là chị muốn phát triển theo những cái đức tin mà chị vừa nói đó, lòng bao dung, sự hy sinh, cái câu hỏi có thể đặt ra đó là nó có một cái chuyển biến gì đó để mà nó làm đào sâu vô, để mà chị thật sự chị cảm nghiệm được cái kinh nghiệm cái chuyện đó không, hay là đây là một cái thói quen thôi, nhưng mà nó có cái chuyện gì để mà nó làm cho chị nhận thấy rằng đây đúng là một cái sứ mạng của chị không? À vâng, thưa quý vị, tức là thưa các bạn anh chị, thầy đang muốn đào vào một cái điểm rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình đó, là nhiều khi mình có những cái giá trị rất là tốt, những cái chuyện rất là đẹp, làm có những thói quen, nhưng mà nó chưa biến thành cái sứ mạng. Vì khi mình thành cái sứ mạng rồi đó thì tự nhiên cuộc đời của mình nó bắt đầu là cuộc đời tâm linh là từ từ nó khai mở, thành một thông hoại gì đó, cái điểm đó. Thưa thầy và thưa quý vị, cái sự thay đổi mà nhiều nhất mà nó bám chặt vào mình như là một cái gốc rễ đó, mà đó là phát triển ba cái chuyện đó. Dạ, ngoài ba cái chuyện đó thì bác ái, mình, khoan dung và dạ, cái đời sống của mình cũng có trải qua những cái thăng trầm, những cái đau khổ, mà đau khổ từ trong đất nước mình nhìn thấy. Năm 1968 thì là Tết Mậu Thân, lúc đó Phiến Đăng còn nhỏ thôi thầy. Nhưng mà Phiến Đăng nhìn thấy trên TV loạn lạc rồi chết chóc, tang thương, vậy là nó Việt Nam là thương hải tang điền, rất là khổ. Mà mình lại thấy rằng là mình lại được sống ở trong một cái gia đình rất là đầy đủ. Mà chung quanh mình thì ngay đi chung quanh, nhìn chung quanh mình nhà nào cũng có tang cả. Tại vì nhà nào cũng có đính tử trận, rồi cũng có những người mà bị chết. Làm cho mình suy nghĩ rồi. Cái lúc đó thì Phiến Đăng chưa có cái khái niệm rất rõ về cái tình thương là phải như thế nào. Nhưng mà lại thấy rằng tại sao cũng có nhiều cái tổ chức gia đình Phật tử, các chùa tổ chức cứu trợ. Rồi cái làm mình suy nghĩ, mình nói ủa tại sao họ lại phải làm điều đó cho những người khác. Nhưng mà có một lần, thưa quý vị, một lần là Phiến Đăng phải nói thật sự là cái lần mà làm cho mình phải suy nghĩ nhiều nhất là người chị ruột của Phiến Đăng. Thưa thầy và thưa quý vị, là chị đã mất rồi. Chị bị leukemia và chị đã qua đời. Chị hơn Phiến Đăng có một tuổi thôi, mà mất năm 1996. Chị là một người phải nói có một cái đời sống phải nói rất đẹp. Chị là một Phật tử. Chị sống một cách rất là tốt lành với những người chung quanh. Cái ngày mà chị mất thì Phiến Đăng mới biết được rằng là mình phải sống giống chị. Là tại vì thế nào? Thưa quý vị, chị của Phiến Đăng á, khi mà chị chết á, chị là một giáo viên. Nhưng mà khi chị chết mình rất ngạc nhiên, lộ sao mà nhiều người đông người tới và người ta khóc. Mình cứ suy nghĩ mình không hiểu, thì mấy người kia mới nói là cô này cũng tốt lắm. Tôi là đạp chiếc lô nè, mà hôm nào mà tôi không kiếm được cái mối nào á, cổ lại ra cổ dúi tiền cho tôi. Tại đậu trước cửa ngõ nhà mình. Cái này là chị đang ở Việt Nam lúc đó. Dạ vâng, ở Việt Nam lúc đó. Thì tự nhiên cái mình suy nghĩ, ủa tại sao chị mình cũng làm điều đó hả? Mình nghĩ trong đầu thôi thầy. Rồi có một cái bà đó, bà lại ra bà nói với Phiến Đăng là với mẹ Phiến Đăng, bà nói trời ơi, bà nói với những người chung quanh, trời ơi cô này tội nghiệp lắm. Ông chồng tôi đó, ông bị té mà cô đâu có biết ông là ai đâu, mà cô kêu xích lô chở ông tới nhà thương. Tự nhiên mình nghe, ủa chỉ có một cái chuyện rất là bình thường thôi, mà nó ghi tạc vào lòng của những người khác như vậy. Và khi mà người ta nghe nói chị chết đó, người ta tới người ta khóc, hầu như là người ta còn khóc nhiều hơn mình nghĩ rằng là cái người trong gia đình mình khóc nữa. Và họ nói cô này chắc cô chết mà. Thầy biết không, thưa quý vị, bây giờ nói mà còn nỗi gai là chị bệnh nằm ở bệnh viện Nguyễn Văn Học, bệnh viện truyền máu. Mà nghĩa là chị, bác sĩ nói là chắc là không qua khỏi đâu. Nhưng mà chung quanh chị là những đứa trẻ phải thay máu mỗi ngày mà rất nghèo. Mẹ của Phiến Đăng vào thì lúc nào chị cũng cứ nắm tay mẹ, mẹ à, có bao nhiêu tiền của con đó, mẹ mua, mẹ gửi cho mấy người này mua máu cho mẹ bé này đi. Nhưng mà chị vừa mới đưa tiền ngày hôm trước, hôm sau đứa bé nó cũng chết rồi. Cho nên mẹ của Phiến Đăng nói rằng là chị của con có một cái đời sống đẹp như Bồ Tát vậy đó. Thật sự lúc đó mình có cảm niệm rằng là chị là một người tốt. Và cái điều tốt của chị làm á, nó ảnh hưởng tới những người khác. Giống như là gieo một cái nhân nào thì cái quả nó là như vậy. Nếu như chị không phải là người tốt thì khi chị chết cũng chẳng có ai đến nhiều như vậy và ca ngợi chị như vậy. Mà ngay cả bạn bè cũng rất thương. Cho nên thưa thầy, một cái giai thoại như thế này mà nó ảnh hưởng tới cái cách sống của Phiến Đăng nhiều nhất nữa
có một lần Phiến Nam khoan, bây giờ tại vì mình sẽ hết giờ cái đoạn này, mình sẽ tiếp tục sau. Thưa các bạn, để thầy tóm tắt lại cái đoạn này để cho mình thấy được những cái đẹp trong cái câu chuyện đó, thì đầu tiên cả là các bạn có nhớ lại được rằng là chị sinh ra trong một cái gia đình mà rất là quan trọng, là gia đình mà cả hai cái tín ngưỡng, cả Phật giáo và cái Công giáo để ở chung được với nhau, và cái hình ảnh và cái tình thương ở người mẹ đó là tiếp tục với chị. Và chị đang nói tới một cái điều rất là quan trọng, là cái chuyện cái người chị của chị Phiến Đang đó mà khi chết mà được người ta thương, là bởi vì chị sống với cái tình thương rất là nhiều. Và cái đó chính là cái gương đó để cho mình sống ở trong cái chiều hướng hướng thiện. Câu chuyện rất là hứng thú, xin các bạn trở lại sau khi mà cái phần quảng cáo thương mại. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã lại về cái chương trình Đối thoại Tâm Linh. Hôm nay mình nói tới một cái đề tài mà cũng rất là hấp dẫn, là bởi vì mình tới một cái giai đoạn rất là hấp dẫn, mà giai đoạn đó là cũng giống như tất cả mọi người chúng ta đó, là nhiều khi là mình có những cái chuyện tốt, những cái thói quen tốt, nhưng mà nó chưa trở thành một cái động cơ thiệt mạnh để cho mình phát cái chí nguyện mà mình gọi là cái mission, gọi là một cái sứ mạng. Thì nhiều khi có những cái chuyện nó xảy ra trong đời của mình, làm mình shock, làm mình kinh hãi, làm mình sợ hãi, làm mình bực, làm mình buồn, làm mình bị depressed, nhưng mà cũng làm mình vui, cũng làm những cái chuyện gì đó mà mình không bao giờ mình tính trước được. Và những cái chuyện đó nó tới rất là gần kề mình, là làm cho mình thay đổi để mình trở thành con người đó mà mình gọi là con người của chính mình, con người thiệt chứ không phải là con người giả. Đó là những cái chuyện mà rất độc đáo. Và trong cái con đường tâm linh đó, thì chúng ta nên lúc nào cũng nhớ tới, bởi vì có những người đó là vì cái chết của một người bạn, vì cái sự mà ly biệt của một người yêu, vì cái những đau khổ nào đó, đó mà họ thức tỉnh, và cái sứ mạng đó nó tới. Thì sứ mạng đó nó có tên, nó có tuổi, nó có nhiều dạng lắm, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sứ mạng đó nó làm cho mình là trở thành một con người mới, một cái giai tầng mới. Thì trong cái nhà Phật đó thì mình nói rằng là con người mình có những cái tầng tâm thức, và mình muốn rời khỏi tầng tâm thức phía dưới đó, thì nhiều khi cái đau khổ nó làm cho mình không còn giữ cái tầng tâm thức đó nữa, mình phải buông ra để mình đi tầng tâm thức mới. Thì cái sứ mạng đó là cái phương hướng mà mình quyết chí để mình đi lên cái tầng tâm thức thứ nhì. Và khi mình lên tầng tâm thức thứ nhì rồi đó, nhiều khi là mình lại gặp rất nhiều cái chuyện này chuyện kia, nó thuận lắm, rồi xong rồi sẽ có những cái chuyện mà nó khó khăn để cho mình không thể ở đó nữa, và mình lên tầng tâm thức kế tiếp. Mà đó là cái chiều hướng rất là quan trọng. Mà khi mình nghe cái cuộc đời của chị Phiến Đáng đó, thì mình tìm lại những cái mốc thời gian đó, những cái mình gọi là những cái signpost, là cho mình biết rằng là vì sao mà chị trở thành con người hôm nay. Và như vậy thì câu hỏi kế tiếp đó là con người ngày mai của chị như thế nào, là chị phải cần cái shock gì mới, chị phải cần những cái chuyện gì mà nó sẽ đập tới để mà chị nổ tung ra, là chị đi thêm con đường mới, cái đó mình chưa biết được các bạn. Thì thầy chỉ nói như vậy, là chơi như vậy thôi, nhưng mà tất cả sự tiến hóa là sẽ tới cái lúc là mình sẽ không thể giữ được cái mức độ mà mình gọi là an toàn, cái comfort zone của mình. Bây giờ mình phải buông ra để mình đi tiến tới cái tầng tâm mới. Nhưng mà bây giờ, ngay bây giờ là mình ở vào năm 1996. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi từ năm 1996 đến năm 2017, cái chuyện gì xảy ra và chị đã biến thành con người như thế nào. Bây giờ mời lại chị. Thưa thầy và thưa... Câu hỏi của thầy bây giờ là sau khi 1996 rồi đó, cái sứ mạng mà để trở thành con người dễ thương hơn, tốt hơn, nó có hiện ra với chị không, hay là như thế nào? Thưa thầy và thưa quý vị, thật sự con người thì nhân vô thập toàn. Phiến Nam nãy giờ thầy khen Phiến Nam hơi nhiều, mà Phiến Nam cảm thấy mình rất là xấu hổ, là vì trong cái cuộc đời của mình á, mình lỗi lầm nhiều hơn là mình làm điều tốt. Nhưng mà mình sẽ dựa vào cái điều tốt mình nhìn thấy của người khác, của chị mình hay của những người xung quanh mình, để sau mình... đó chị làm cái gì? Dạ, thay đổi mình. Sau đó chị thay đổi như thế nào? Sau 1996, sau cái thâu năm 1996 thì Phiến Đan lại suy nghĩ nhiều về đất nước, về quê hương của mình. Lúc bởi đó vì... chị ở bên Úc. Dạ, không, lúc năm 1996 đã ở bên Úc. Và mình thấy là trong Việt Nam mình khổ quá. Có nhiều vấn đề quá, nhiều vấn nạn quá, mà mình muốn làm một cái gì hơn. Có lẽ là tại Phiến Đan cũng ảnh hưởng vào cái gia đình quân đội, bố và các anh là những sĩ quan trong quân đội, và có người hy sinh nữa, cho nên cái ấn tượng đó
nó làm cho mình phải níu kéo rằng là mình không thể rời được cái sự suy nghĩ về đất nước của mình. Khi cộng đồng mình sống ở trong cái cộng đồng của mình thì hầu như ai cũng quan tâm tới vấn đề Việt Nam. Thì mình cũng bị ảnh hưởng, ta nói là nếu mà mình ở trong một bóng tối thì mình sẽ tối, ở chỗ sáng mình sẽ sáng. Cho nên Phiến Đan bị ảnh hưởng cái sự suy nghĩ của cộng đồng của mình. Và mình mới nghĩ rằng là bây giờ nếu mà mình sống, đi làm, về nấu cơm, ăn, sống bình thường như người khác, rồi mình chết mình chả được làm được một cái gì. Mình suy nghĩ lại là Phiến Đan mới suy nghĩ là vẫn rất là ấn tượng cái câu nói là mình hãy suy nghĩ là khi mà mình sống mình làm được điều gì và chết mình để lại gì. Đối với Phiến Đan thì chỉ suy nghĩ là khi mình chết thì mình cảm thấy mình mãn nguyện, là mình không có mắc nợ xã hội. Thưa các bạn, chị ta đang diễn tả cái mà mình gọi là cái sứ mạng đó, nhưng mà trong một cái hình thức khác, đó là cái chuyện là mình đang tìm ra cái sứ mạng. Vì vậy nó thay đổi cái cách sống của mình, thưa thầy. Cách sống nó thay đổi như thế nào? Cho nên là thay vì mình chỉ là đi làm về, mình lo cho chồng, cho con bình thường, thì Phiến Đan lại dành nhiều thì giờ hơn cho cái công việc để giúp đỡ. Và khi mà chị làm như vậy, chị có thấy sự giằng co giữa mình với chồng không? Dạ không. Rất là mình cảm thấy là bình thường, là bởi vì... Tức là ông chồng cũng support chị? Một cái mối quan hệ hôn nhân trong một cái gia đình là rất là may mắn, là cái người bạn đời lại là một người rất là... Thưa quý vị, nếu nói vậy quý vị cũng hơi thắc mắc. Lúc đầu thầy giới thiệu ông Nguyễn Xuân Vinh mà bây giờ Phiến Đan lại nói về một cái câu chuyện khác. Thì bởi vậy Phiến Đan biết, thưa quý vị, là duyên và nghiệp. Khi duyên nó đến và khi nghiệp nó đến thì tất cả mọi cái nó xảy ra. Thì Phiến Đan cũng là chia tay với người chồng trước của mình. Và tự nhiên, dạ vâng. Support. Nhưng mà không có tranh chấp trong gia đình, thưa thầy. Mỗi người có một... thưa quý vị, là Phiến Đan cần phải nói quý vị là người chồng trước của Phiến Đan là một người Phật tử rất thuận thành. Đi thiền cuối tuần, ăn chay và niệm Phật mỗi ngày. Tức là cái quan điểm tôn giáo nó cũng hơi có một cái trông trên, nhưng mà vẫn tôn trọng nhau, cái quan điểm đó. Và chính ở cái mối đó là nó tạo ra một cái nhân duyên khác cho người chồng của mình. Và nó cũng tạo ra một cái nghiệp khác cho mình đi một cái con đường khác. Nhưng mà không có tranh chấp, thưa quý vị, trong gia đình vẫn bình thường, bởi vì mình... Tức là cái mission của chị đó, cái sứ mạng của chị đó, muốn giúp xã hội, muốn giúp đời đó, thì được người chồng support. Dạ, rồi. Tức là người bạn của Phiến Đan thì lại là người thích tu hành. Còn Phiến Đan thì thích làm những cái việc tranh đấu cho đất nước, làm những điều cho cộng đồng, thích lao vào xã hội. Tức là hai cái cách sống nó hoàn toàn khác nhau. Và cái điều suy nghĩ, thưa quý vị, là sau khi mà chị có cái sứ mạng là chị dẫn thân vào xã hội, chị giúp đỡ, chị mà chủ yếu là con đường mà chị dùng cái chữ tranh đấu đó, cái chữ mà để mà đi vào, để mà trong cái môi trường chính trị đó, chị vào trong đó, thì chị có thay đổi gì về cái quan niệm của chị về cuộc sống không, hay là chị vẫn tiếp tục như thường? Dạ thưa thầy, không thay đổi. Quan niệm cuộc sống là như thế này. Quan niệm cuộc sống là chị vẫn thấy rằng là con người vẫn có những cái điểm tốt và mình phát huy cái điểm tốt của họ. Thưa thầy, là tất nhiên con người ta nó có hỉ nộ ái ố, nó cũng có những cái vui, cái buồn, cái giận dữ. Thì cái việc mà Phiến Đan thay đổi cái đời sống của mình đi vào cái việc đó cũng từ cái ái và cái ố, tức là cái sự phẫn nộ. Mình thấy thương đất nước mình thương đồng bào mình, nhưng mà mình rất phẫn nộ những cái điều gì nó không công bằng cho cái quê hương đất nước mình. Cho nên từ những cái đó nó thôi thúc mình, và mình tin rằng mình làm đúng và mình làm. Và nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Trong tất cả những cái công việc của Phiến Đan làm, thưa thầy, là Phiến Đan đều lấy cái mục tiêu ở cái điều là làm điều tốt cho người khác để mình được cảm thấy mình hoàn thiện hơn. Mặc dù mỗi ngày thì mình càng làm mình càng thấy mình có nhiều cái lỗi lầm. Điều đó thì thật sự là, thưa quý vị, Phiến Đan không dùng lý thuyết để nói chuyện với quý vị mà nó trải nghiệm trong cái đời sống. Mình càng làm thì dĩ nhiên cái càng làm nhiều á, cái người mà làm nhiều thì sẽ khi, có khi, nhiều khi cái mà lỗi chị lầm đang đi vào trong con đường mà chính trị, trước là con đường rất là phức tạp, con đường mà chị làm nó xã hội nó phức tạp đó, thì chị có thể là cái ba cái điểm chính của mình, ví dụ như là khoan dung, cái lòng hy sinh, cái lòng bác ái của mình đó, nó cần phải adjust như thế nào, nó cần phải như thế nào để mà cái chuyện làm của mình nó tiếp tục nó mở ra cái ba cái điểm đó. Dạ vâng, thưa thầy, Phiến Đan
cảm thấy cái điều đó rất là đúng, là như thế này, là cái công việc nói là làm chính trị, Phiến Đan không có ở trong cái đoàn thể chính trị nào hết, nhưng mà mình làm những công việc hỗ trợ cho cái công việc đó. Và cái điều là đúng ra điều như vậy thì cái khoan dung đó, thưa thầy, thì tức là mình không phải làm chính trị, tức là chỉ ảnh hưởng tới cái chính trường thì đúng hơn là chỉ làm chính trị, đúng không? Chỉ còn những cái hoạt động, những cái phát biểu, những cái chuyện mà chị làm là ảnh hưởng tới cái chính trường. Dạ vâng. Và như thầy vừa mới hỏi Phiến Đan á, là ba cái lý lẽ đó nó conflict với nhau không? Không phải. Tức là ý thầy nói, tức các bạn anh chị đang lắng nghe đó, cái câu hỏi của mình nó như thế này chị á, là khi chị bước vào, khi mà chị nhập thể đó, cái đó gọi là nhập thể, đạo Phật gọi là nhập thể đó, để mà phát triển ba cái đặc tính đó đó, thì thế nào nó cũng có những cái mình gọi là cái mâu thuẫn với cái cuộc sống của những người này người kia, và mâu thuẫn trong nội tại của mình đó. Nhiều khi là thí dụ như là nhiều khi là mình muốn giúp cái người đó đau khổ, nhưng mà turn out là cái người đó ở bên kia chiến tuyến, họ là kẻ thù của mình, thì bây giờ mình làm sao? Thí dụ như vậy, thì cái lòng bao dung của mình có thể bao dung được cái người đó hay không, hay là có cái sự xích mích như thế nào? Tức là ý của thầy là thầy muốn đào ra trong lòng chị đó, là cái sự làm sao mà chị hóa giải cái đó, và chị đã gặp những cái chuyện đó như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn thầy, tại vì thầy nói rất là rõ. Thật sự là nếu mà mình làm việc mình đấu tranh chính trị, đấu tranh quan điểm, thì mình luôn luôn có cái sự phẫn nộ, và có nhiều người rất cực đoan. Nhưng mà Phiến Đan thoát ra khỏi cái cực đoan đó, bởi vì Phiến Đan nghĩ rằng là cái đức bác ái và cái khoan dung, ai cũng có cái sai lầm, và cái người dân sống ở trong nước Việt Nam hay một cái người nào đó họ làm một cái điều gì đó, nó có một cái hoàn cảnh mà đôi khi họ không muốn, nhưng mà nó đẩy cho họ phải làm như vậy. Nhưng mà đảng, ví dụ mình đấu tranh chính trị thì mình đấu tranh chống đảng Cộng sản, Phiến Đan hoàn toàn gọi là kiên trì chống với những cái chủ thuyết và những cái hành động đàn áp. Nhưng mà đối với những người khác thì có những lúc có những người chung quanh mình họ chống cái người đó, hay là có một số các em du sinh qua đây, có nhiều người như ở bên Úc, lúc có một thời gian Phiến Đan sống ở đó làm truyền thông, thì các em du sinh qua nhiều người không thích, cảm thấy là tại sao phải quan hệ với những em đó, nó sẽ lôi cuốn những em này đại cả như vậy. Nhưng mà đối với Phiến Đan thì suy nghĩ mình hãy mở một cái cánh cửa. Cái cánh cửa mở ra là cái lòng của mình. Mình phải suy nghĩ là mình suy nghĩ một cách rất là tích cực hơn đi. Mình nghĩ là cái người đó họ đâu có muốn như vậy, không ai sanh ra mà thích mình ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Tại sao bây giờ họ bước qua đây mình không mở cánh cửa cho họ bước vào để họ cùng học và suy nghĩ giống mình, mà tại sao mình phải đẩy họ ra? Cho nên đối với cái quan niệm của Phiến Đan, ngay cả trong gia đình anh em quan hệ với nhau, Phiến Đan không bao giờ cực đoan, và Phiến Đan phải luôn luôn nghĩ rằng nên khoan dung để cho mọi người yêu thương nhau hơn và gần nhau hơn. Còn nếu mà chúng ta quá khích, chúng ta không thích người ta thì người ta cũng sẽ không thích mình. Cái cách sống của Phiến Đan, thưa quý vị, luôn luôn nói với mọi chị người. Chị có nghĩ rằng là cái sự suy nghĩ đó đó nó không thể xảy ra khi mà chị trẻ hơn? Có thể là như vậy thưa thầy, kể khi mà mình còn... Tại vì cái sự suy nghĩ của chị rất là trưởng thành, nếu mà mình ngồi mình nhìn lại là một người rất là trưởng thành mà có thể nghĩ như vậy được. Thưa thầy, hồi còn nhỏ đó, hồi còn trẻ đó, thì dĩ nhiên người trẻ thì mình hiếu thắng. Và mình muốn người ta có thì mình phải muốn có hơn người ta, và không bao giờ muốn để người ta thắng mình. Nhưng mà khi mà mình đã trải qua những cái mà Phiến Đan nhìn trong đất nước của mình rồi đó, thì mình mới cảm nhận là càng ngày càng đi sâu vào, mỗi ngày đi nhà thờ, mỗi ngày suy niệm, sống suy niệm. Và Phiến Đan, thưa quý vị, nếu mà nhiều người cũng hơi rất là khó chịu, là ngay cả Phiến Đan là người Công giáo mà Phiến Đan vẫn làm những cái hoạt động của Phật giáo ở bên Úc Châu. Nếu mà qua bên Úc như quý vị hỏi thì cũng sẽ biết là thậm chí học nghiên cứu về Phật Pháp, và ngay cả đoàn thanh niên Phật tử, Phiến Đan cũng đã làm tới chức liên đoàn trưởng gia đình Phật tử. Quý vị nghĩ xem, đó cái điều rất là bất hợp lý, và nhiều người Công giáo cũng rất là khó chịu về chuyện đó, và ngấy người Phật tử trong ban hướng dẫn gia đình Phật tử cũng khó chịu về điều đó. Nhưng mà cái mà Phiến Đan nghĩ rằng là cái gì người ta cần mình có thể cho được thì mình cho, nó không có mất gì của mình hết. Và Phiến Đan không thay đổi cái đức tin của mình, vẫn đi nhà thờ. Có một cái buổi sinh hoạt của ban gia đình hướng dẫn gia đình Phật tử thì có đem cái vấn đề của Phiến Đan ra, nói là lần sau nếu quý vị phát triển một liên đoàn trưởng gia đình Phật tử phải chú ý người đó đạo gì, tại sao phải để cho một người đạo Công giáo là giữ cái chức này. Nhưng mà sự thật đó là cái công việc của Phiến Đan là chơi với các em, sinh hoạt với thanh thiếu niên và làm những cái công việc xã hội của dân Phật tử mà thôi. Thì mình nghĩ rằng là mình không có làm cái gì mất mát,
cho chính bản thân và cho họ. Đó là một cái lý do mà thưa thầy, cái quan niệm sống của Phiến Đan là như vậy. Cảm ơn chị. Thầy xin giải cái phần cái đoạn này để chúng ta cùng nhau mà nhìn, tại vì là thầy muốn viết vài cái chữ trên này để mà chúng ta bắt đầu nhìn vào trong cái lý luận này để mà mình hiểu chị Phiến Đan và mình appreciate chị Phiến Đan hơn đó. Là mình gọi là cái giá trị văn hóa đó. Cái giá trị văn hóa này đó nó rất là quan trọng. Giá trị văn hóa này nằm trong cái đơn vị văn hóa mà bây giờ mình thấy đó, là mình cho cái gì là quan trọng nhất trong cái cuộc sống, cái giá trị gì mà quan trọng nhất, cái chuyện gì mà quan trọng nhất, thì là nó có những cái tầng tâm thức nó rất là đặc biệt. Thầy xin vẽ hình vào đây cho các bạn thấy này. Thì dụ như cái phần ở dưới này đó, thì mình gọi cái phần này đó là cái sinh tồn, là mình qua cái chuyện sinh tồn đó là nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà nó có những cái người khác đó, họ sinh tồn họ không quan trọng, mà họ quan trọng là cái chỗ là mình gọi là cái chỗ mà security, là chỗ an toàn. Họ nghĩ là an toàn là quan trọng hơn là sinh tồn, bởi vì những người này họ không còn sinh tồn nữa, mà họ thấy rằng cái sự ấm áp mà của một cái bộ lạc của người hiểu người với nhau đó, thì vì họ thấy cái an toàn quan trọng nên họ mà còn một cái chủ nghĩa là chủ nghĩa gọi là bộ lạc chủ nghĩa. Và có những cái phần thứ ba đó, có những người khác đó thì họ lại nghĩ rằng đó là bây giờ mình có an toàn, có sinh tồn rồi, bây giờ đó là cái chỗ mà mình là ai đó, mình là cái mình gọi là cái bản thân mình đó, là như thế nào đó, mình gọi là egocentric, là cái vị ngã của mình đó là quan trọng, và cái danh của mình là quan trọng vô cùng. Cho nên là mình thấy cái này là quan trọng hơn hơn là cái gì khác hơn cả. Và các bạn thấy đó, cái người mình sinh tồn thì lúc nào thì ăn uống là quan trọng, nhưng mà người an toàn thì thấy là sự ấm áp của mình về một người nào thân thuộc. Nhưng mà cái vị ngã là thấy mình là quan trọng, tôi là quan trọng nhất, và cái mặt của tôi là quan trọng nhất. Nhưng mà trên một cái chỗ khác nữa đó, thì nó có một cái tầng tâm thức khác nữa, thì họ lại không nghĩ là cái vị ngã là quan trọng, mà họ nghĩ rằng đó cái giáo điều là quan trọng, cái giáo điều rất là quan trọng. Và cái giáo điều đó tức là cái tôn giáo đó, bà họ nghĩ rằng cái tôn giáo nó quan trọng cực kỳ lắm, và họ đồng hóa mình với cái giáo điều đó. Cũng như bên này thầy viết cái chữ màu đen này đó, mình đồng hóa với cái gia đình, với cái bộ lạc của mình, cái mình đồng hóa với cái tôn giáo của mình, cho nên mình cho mình là quan trọng, tôn giáo là quan trọng. Và bây giờ đó là nhiều khi cái chính trị nó trở thành một cái đảng phái, và cái chủ phái, cái thuyết phái đó đó nó là cái giáo điều, mà cái vị ngã này thì nó không có, chỉ có là cái tôi thôi là nó quan trọng, cái màu đen không thể biết đó. Còn cái sinh tồn là chỉ là cái chuyện mà mình gọi là cái sống, ăn uống làm sao mà sống đó, thì quan trọng. Thế nên các bạn thấy cái chữ mà thầy viết, mà thầy gạch dưới đó, đây là cái chữ mà nói tới là mình đồng hóa với cái gì. Nhưng mà rồi có những cái người đó họ không đồng hóa với cái giáo điều, cái an toàn, cái vị ngã, cái sinh tồn, mà họ đồng hóa với một cái chuyện khác. Cái chuyện đó đó là cái chuyện mà cái vật sở hữu của họ, là technology, là cái khoa học và kỹ thuật, là cái mà họ có được và cái mà họ tạo được, cái mà gọi là cái phương tiện, thì họ đồng hóa với cái phương tiện. Và cái bản ngã của họ thì núp sau đó, cái mình gọi là cái scientism, là cái gì cũng đem cái khoa học ra nói cả, đem cái khoa học, đem cái thực nghiệm ra mà nói. Thì cái người này đó, họ núp sau cái thực nghiệm, và họ không nghĩ rằng là cái gì mà có cái giá trị, và cũng không có bản ngã, không có gì cả, phải chứng minh cho tôi biết mà được. Thành ra cái tâm thức này nó lại khác nữa, nó không phải. Và cái tâm thức trên này chút xíu nữa đó, thì mình gọi là cái relativism đó các bạn, là cái tâm thức đó mà mình gọi là lúc nào mình cũng thấy cái sự tương đối của mọi sự tương đối. Cho nên đó, cái tâm thức này là nó hơi cao một chút, thì họ thấy cái sự tương đối của mọi chuyện, cho nên họ chấp nhận và họ bắt đầu có một cái xu hướng đó, là làm sao đó, cái này là phương tiện, cái chữ này là phương tiện bọn này. Còn cái chữ tương đối này thì họ thấy đó, cái cộng đồng là quan trọng, cái Gaia, cái tổ chức của mình là quan trọng, mà cũng biết tất cả mọi chuyện đó là cái trái đất mình là quan trọng. Cho nên thì dụ như là mình thấy rõ ràng là bây giờ cả cái thế giới là họ chú trọng vào cái hiệp định mà của Paris, là bởi vì họ thấy cái thế giới nó, cái vũ trụ, trái đất mình là quan trọng. Nhưng mà có những người khác họ không thấy như vậy, thành ra họ không ở trong cái chủ nghĩa tương đối, mà họ ở trong cái chủ nghĩa mà mình gọi là giáo điều và tôn giáo. Họ tin vào cái điều đó và họ chống lại. Thì cái câu hỏi hồi nãy của thầy đó là thầy nói như thế này này. Hồi nãy thầy đặt câu hỏi, thầy nói là bây giờ đó, trong cái chủ nghĩa mà tương đối này đó, hay là mình đã được tâm thức mà tương đối mà cộng đồng này, nó có ba cái đặc tính rất là quan trọng: khoan dung, bác ái và cái sự hy sinh này này. Tất cả cái này nó không nằm ở trong cái vùng mà bộ lạc chủ nghĩa gì, nó nằm trên này, cái đặc tính rất là cao trên này. Và khi mà chị
chị phiến đang chị sống và chị gặp những cái điều mà nó xảy ra, nó xung đột đó, là tại vì chị là người ở trên này, cái người chị là người trên này, các bạn biết không, là trên đây này, nhưng mà chị đi xuống đây này, chị làm việc ở vùng này là cái vùng mà nó xung đột giữa cái giáo điều, giữa cái đảng này và đảng kia, giữa cái triết thuyết này và triết thuyết là cái vùng xung đột giữa này. Thì cái câu hỏi của thầy đặt ra đó là chị có tiếp tục khai mở cái lòng bao dung, cái lòng bác ái, cái tình thương. Thì cái câu trả lời của chị vừa nói đó là yes, là chị vẫn theo những cái đặc tính đó và sử dụng những cái đặc tính đó. Mà đó là cái phần quan trọng nhất của cái phần của cái bài nói chuyện hôm nay về cái con đường mà tâm linh. Tại vì các bạn biết sao không các bạn? Là bởi vì rất là rõ ràng là con người của mình là không ngừng tiến hóa, mà mình sợ mình không biết là mình nằm ở đâu. Ngày hôm nay đấy thì chị Phiến Đang đã nói cho chúng ta biết một điều rất là đặc biệt, là bởi vì chị nói rõ ràng chị từ lúc hồi nhỏ thì từ từ như thế nào có cái sứ mạng là thuộc về cái vùng tâm thức mà mình gọi là nó có đúng có sai có ấy đó. Nhưng mà rồi chị đang đi tới cái chỗ là mà các bạn thấy nó có cái bức độ bao dung, có cái bác ái, có cái sự hy sinh, mà cái điều này đó là chị đã học từ xưa rồi, nhưng mà bây giờ chị sử dụng cái điều mà bao dung, bác ái và hy sinh đó ở trong cái mission, trong cái sứ mạng mà chị làm. Không hiểu thầy nói như vậy chị có đồng ý được không? Dạ vâng. Thầy có thể cho Phiến Đan nói vài câu. Mình còn nghe bên 30 giây thì xin chị nói. Thưa quý vị, đáng lý là Phiến Đan có thể nói thêm, tại vì một phần là Phiến Đan luôn luôn có cái tâm niệm cuộc sống là Đức Đạt La Lạt Ma nói rằng là khi mà chúng ta bớt hình thức thì cái tâm từ bi nó mới phát. Cái câu đó rất ba la mật, mà theo Phiến Đan nghĩ là cái câu đó rất quan trọng. Vì vậy mà thưa quý vị, hình thức là cái gì? Là những cái câu nệ. Nó sẽ làm cho, nó sẽ bó lại cái tâm tốt của mình. Cho nên vì vậy mà nếu mà Ngài nói là bớt hình thức thì từ bi mới phát. Và cái câu đó phải nói nó là một cái câu rất là hay, và Phiến Đan cho vào trong cái đời sống của mình. Cảm ơn chị. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái hình thầy vẽ đó, thì hình thức chính là cái phần nằm trong cái giáo điều này, và cái từ bi chính là nằm ở trong đây, trong cái phùng và cái vòng tròn màu đỏ ở trên. Cái này là từ bi ở trên này này, và cái hình thức nằm dưới này. Thành ra đó thì vừa mới confirm lại với chúng ta là rõ ràng cái vị thế tiến hóa của chị trong cái bậc đường tâm linh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mình sẽ hẹn gặp nhau lại trong cái lần sau với những cái cuộc phỏng vấn lý thú hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị. Cảm ơn thầy.